Sâu keo mùa thu có thể gây hại trên 300 loại cây trồng, nhưng gây hại nặng trên nhóm cây họ hòa thảo như ngô, lúa, kê, cây mía. Chúng cắn phá làm lá bị thủng lỗ chỗ, sơ xác hoặc sâu chui vào nõn, cắn nát chồi non, phá hủy khả năng phát triển của cây. Sâu keo có các đặc điểm nhận dạng là đầu hình chữ Y ngược, trên lưng đốt áp sát đuôi có 4 chấm đen bố trí cân đối nhau tạo thành hình vuông. Lưng có 3 sọc màu sáng chạy song song, chia phần lưng mỗi đốt thành 2 phần đều nhau. Trên mỗi phần có 2 chấm đen và cơ thể có nhiều lông. Cái tập tính sinh trưởng phát triển ấy, thì là sâu non thì thường ở tuổi 1, tuổi 2 thường là ăn lá, gây hại trên mặt lá và nhả tơ, sau đó là di chuyển nhờ gió. Khi mà nhả tơ ra nhờ gió để di chuyển từ cây này sang cây khác để gây hại. Ở tuổi lớn hơn một chút thì sâu non thường chui vào lõi ngô để cắn phá lõi ngô, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây ngô. Sâu trưởng thành, con ngải thì thường là sẽ tập tính hoạt động vào ban đêm và đẻ trứng ở mặt sau của lá. Đặc điểm đối với lại sâu này thì là cái mật độ trứng của nó từ tầm từ 200 đến 300 quả trên một ổ. Thời gian sinh trưởng của sâu non thì từ tầm từ 2 đến 3 tuần, tương từ 14 đến 20 ngày. Do đặc tính trưởng thành hoạt động và đẻ trứng về đêm, thời gian sống dài, di chuyển xa hàng trăm km một đêm nhờ gió, nên khả năng phát tán sâu keo đi rất xa. Việc phòng trừ gặp